Chào năm mới 2025. Một trong những chương trình đặc sắc và đáng chờ đợi nhất của Liên minh Vũ trụ Cosmic Alliance. Du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Cần Thơ với khách sạn sang trọng, cao cấp. Tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt và nâng cấp bản thân cùng với các lãnh đạo xuất sắc. Xây dựng đội ngũ vững mạnh với chương trình team building hấp dẫn, chuyên nghiệp, thú vị theo phong cách miền Tây sông nước, nâng cao và gắn kết tinh thần đồng đội. Và đặc biệt là sự ra mắt của team Cosmic Alliance. Trải hết mình cùng chương trình gala dinner đẳng cấp, sang trọng cùng các khách mời nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn sẽ có thời gian để khám phá và trải nghiệm các nét văn hóa, ẩm thực, phong cảnh, con người miền Tây Nam Bộ. Chương trình không chỉ là một chuyến đi, một hành trình huấn luyện đặc biệt, một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp, mà còn kết nối, san sẻ, trao yêu thương. Với hoạt động thiện nguyện tại vùng đất miền Tây Nam Bộ yêu thương của Cosmic Alliance. Hãy đăng ký ngay và có mặt trong chương trình đặc biệt này cùng với chúng tôi. Hẹn gặp tất cả quý vị trong hành trình đặc biệt, hấp dẫn, giá trị tại miền Tây Nam Bộ tháng 1 năm 2025.